Chào tất cả mọi người, hôm nay Sâm Nhật Việt xin review các bạn bình nước thể thao cách nhiệt chân không Thermox. Dạo này thì trời rất là oi bức, nhiệt độ trong không khí thì lên đến tận 40 độ. Vậy nên những mọi người, đặc biệt là những người hay chơi thể thao thì phải bổ sung một lượng nước cần thiết cho cơ thể. Đó là lý do vì sao hôm nay Sâm Nhật Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc bình nước Thermox có dung tích 1 lít. Các bạn chú ý là chiếc bình này chỉ giữ được lạnh thôi nhé. 1 lít Kawani chỉ giữ được lạnh thôi. Sản phẩm thì có mã là MMZ1002F. Trên hộp thì có dán tem của sản phẩm này. Các bạn có thể lấy điện thoại chụp và tìm thông tin của sản phẩm. Bình nước này thì có thương hiệu đến từ Thermos và được sản xuất tại Malaysia. Đây là hàng được xuất sang Nhật Bản và bên shop thì order hàng của bên Nhật. Nên thông tin trên chiếc hộp này thì toàn bằng tiếng Nhật. Chiếc bình này thì có thể giữ nước ở nhiệt độ từ 5 đến 15 độ C trong khoảng thời gian là từ 6 đến 9 tiếng nhé các bạn. Sau đây thì mình xin phép được mở hộp ra. Gói hàng thì gồm một chiếc bình nước này và một tờ hướng dẫn sử dụng. Chiếc bình này thì có hai màu chủ đạo là màu hồng và màu da trời này. Sản phẩm thì được thiết kế dưới kiểu bình nước thì được bọc trong túi vải. Bên ngoài của túi thì được làm bằng vải này. Ở giữa có lớp đệm mỏng Hai bên là vải dạng lưới. Nhìn bên ngoài rất là bắt mắt, hiện đại, mang đậm phong cách thể thao. Bên ngoài của túi vải thì được thiết kế dạng kéo khóa, có thể dễ dàng lấy bình nước ra để các bạn sử dụng. Trên chiếc túi vải thì có hai loại tay cầm này, tay cầm bằng nhựa này hoặc là dây đeo. Các bạn có thể sử dụng dây này để đeo vai. Dây đeo vai thì rất là dài, rộng này, nhẹ nhàng. Lắp vào thân bên ngoài thì đều được làm bằng nhựa PP. Nhựa PP này thì giúp bảo vệ thân chai tránh khỏi các va đoạn va đập. Khi các bạn muốn sử dụng nước ở bên trong thì các bạn sau đó ấn nút này xuống thì nó lắp sẽ được mở ra. Bên trong lắp thì có gắn răng lắp bằng cao su silicone giúp cho nước không bị tỏa nhiệt ra bên ngoài. Chiếc bình được thiết kế dạng vòi có độ nghiêng này giúp cho bạn uống nước dễ dàng hơn, không bị chảy ra ngoài. Sau khi sử dụng xong thì bạn nên ấn nắp này lên thì sẽ giúp cho lắp bình được chắc chắn hơn. Khi bạn muốn thay đổ nước vào trong bình thì có thể xoay lắp để mở ra. Bên trong bình thì được làm bằng thép không gỉ. Ruột của bình thì đã được trang bị một lớp chân không cách nhiệt giúp bảo quản được độ lạnh trong một thời gian dài. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều nơi bán hàng bình đựng nước và các bạn nên cẩn thận khi chọn địa chỉ để mua, tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Số Việt Nhật là địa chỉ chuyên order và đặt mua các sản phẩm bên Nhật uy tín. Các bạn có thể liên hệ với shop Nhật Việt để được tư vấn và mua hàng với giá tốt qua số điện thoại 0983 1315 28 hoặc qua shopnhatviet.com.